Đấy, đã đến cái điểm uống cà phê buổi sáng rồi. Ở đây cái phố này thì người ta cấm xe, cấm dừng một bên, cấm đỗ một bên. Đó, anh em thấy cái biển cấm đỗ không? Thế nên là rất nhiều người đã bị phạt cái tội đỗ xe kia rồi. Nên là mình sẽ phải đỗ ở cái chỗ mà phía trước biển. Đấy, nó có một cái khoảng phía trước biển, đỗ vào đấy thì an tâm, mình có thể đỗ được. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ đi uống cà phê, sau đó đi vào cơ quan. Một buổi sáng làm việc là như vậy. À, chào anh em. Mình vừa mới mua, phải quay thử ngay cái máy này. Nó gọi là Osmo Pocket 3 của DJI. DJI thì nó là một cái hãng làm phần cứng, mình nghĩ là tương đối xịn. Nó xịn lên theo từng ngày. Hồi 2018 thì mình đã mua một cái Pocket 1 rồi. Nhưng mà chỉ dùng được mấy ngày thì chán, không dùng được. Nên là phải giải tán ngay. Thì hy vọng là cái Pocket 3 này nó cũng sẽ ngon hơn cái 1 nhiều. Tại sao mình lại mua nó? Bởi vì thứ nhất là xem review nó có cái mic hay quá. À, anh em nhìn này. Đấy, có một cái mic, mic gài kín ở trong trong áo được. Đấy, đây là cái mic của nó này. Đấy, cái mic này. Cái mic này rất là hay, rất là tiện. Nó kết nối luôn với cả cái nó kết nối luôn. À, alo. À, khi mà mình che mất cái mặt mình đi ấy, thì là nó bị mất luôn. Cái mic này nó bình thường ra nếu như mình dùng GoPro hay là dùng cái máy Sony ZV-1 thì sẽ phải kèm thêm một bộ mic nữa. Thường là mình dùng cái bộ mic Rode thì sẽ phải kèm thêm cái bộ mic đó. Nó rất là lằng nhằng. Đại khái là như thế. Phải làm một cái tay cầm cho GoPro này. Sau đấy thì phải làm một cái tay cầm cho GoPro, xong rồi lại phải phải làm nói chung là lằng nhằng. Mình nghĩ là ấy, cái này ra dùng ra như này là cái gimbal nó cũng sẽ có một cái điểm phải thoát ra khỏi cái vùng quay của gimbal thì nó sẽ bị mất cái follow mặt. Nói tiếp về cái mic thì thường là khi mà dùng con Rode sẽ phải có một cục phát và một cục thu, thì cục thu sẽ phải cắm vào trong cái máy ảnh hoặc là cái máy quay GoPro. Nó rất là lằng nhằng. GoPro thì phải mua thêm một cái đầu chuyển cũng tương đối đắt tiền nữa thì mới dùng được mic. Máy ảnh cũng vậy, máy ảnh thì phải cắm sang vào cổng 3.5 ấy. Đấy thì bình thường ra nếu như mà có người quay rồi là có cameraman các thứ đi theo thì việc đấy nó đơn giản, không phải nghĩ. Thế nhưng mà khi mà tác nghiệp một mình, làm những cái việc một mình thì nó sẽ rất là lằng nhằng, dây dợ, rồi là mẹ thế này thế khác, các thứ mệt mỏi. Thì cái DJI này thì cái bước tiến đầu tiên của nó là liền với cả một cái mic không dây. Thì đấy là một cái mà mình thấy thích rồi. Sau đấy thì nó lại là một cái cảm biến 1 inch. Cảm biến 1 inch thì cái câu chuyện về cảm biến 1 inch thì nó sẽ thiên về kỹ thuật một tí. Đại khái là ánh sáng nó vào nhiều hơn, anh em phải không? Thì nó sẽ hình ảnh nó sẽ màu sắc nó sẽ dày hơn, hình ảnh nó sẽ đẹp hơn, vân vân. Đấy, đấy là cái lý do mà vì sao phải dùng cái cảm biến 1 inch. Thế còn có cái gì hay hơn nữa? Nó cũng vậy thôi, một cái máy quay thì mình nghĩ là loan quan lên quanh nó cũng chỉ đến thế thôi. Thế nhưng mà anh em cũng biết rồi, mình thì kênh vớ vẩn bé thôi. Nhiều khi phải tác nghiệp phải đi quay, phải đến những cái nơi mà chỉ có mình không thể kèm người đi được, người ta không mời, nghĩa là tự bỏ tiền ra để cho ông em cameraman đi mà phải bỏ tiền ra để làm những cái video review cho hãng hay là những cái giới thiệu sản phẩm cho người ta, thì mình chưa đủ tình yêu với cả ngành nghề cũng như là với cả nhãn hàng đến mức độ như thế. Thế nên là mình những cái cuộc như thế thì mình sẽ chơi theo kiểu là vui thôi. Tôi cầm cái máy này đi và đi cũng quay cho anh em xem về những cái mới ra mắt vân vân chẳng hạn, thì sẽ tiện đó.
mình đánh giá là chất lượng quay là ok đấy, được, ngon. Đấy, anh em xem này. Đấy, khi mà chuyển cái kiểu chuyển như thế này, ví dụ như hôm trước mình dùng con ZV1 thì mỗi lần mà chuyển cái góc quay ấy, từ đằng trước ra đằng sau ấy, nó sẽ bị giật và nó sẽ bị ngoáy tương đối khó chịu. Nói chung là không 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 ổn lắm. Con đấy nó chỉ quay một cái góc cố định thì ok thôi. Đấy là cả con ZV1, đấy là con ZV1 của mình, là còn Mark 2 nhá, chứ không phải là bản cũ. Thì chất lượng hình ảnh rồi tất cả các thứ nó rất là ổn, thật sự là như vậy. Cảm biến nó cũng 1 inch thì phải, không nhớ rõ lắm. Thế thì dùng như vậy thì xong rồi, đến một cái nữa mà mình cũng rất hay dùng mà mình cũng đã mua rồi, đó là GoPro. GoPro thì mình có đầy đủ từ coi như là bản 6 đến bản 12. Đại khái là cứ ra bản mới là mình sẽ mua. GoPro thì nó hình ảnh nó cũng tương đối chống rung thì cực kỳ luôn. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chỉ dành cho một cái góc cố định thôi, chứ còn để cầm đi cầm lại thì như em cũng nghe đấy, nếu như mà để cầm mỗi cái máy GoPro không thì mic thu nó lại không hay, tiếng lại lúc được lúc rõ, thì bắt buộc là vẫn phải chơi thêm con mic khi mà ở trong những cái chỗ đông người. Còn ngồi trong xe thì chỉ cần một con GoPro là cũng thoải mái rồi, không cần phải lo lắng lắm về cái mic thu. Và có một cái nữa là GoPro quay tối thì nó không ổn. GoPro quay tối thì nó không được đẹp như là con máy quay khác. Đấy là cái lý do mà mình phải mua con ZV1, bởi vì nhiều lúc nó quay ở những chỗ ánh sáng nó khó thì noise rất là nhiều ở trên GoPro, thì đấy là một cái mình không thích nữa. Nên là bắt buộc là thôi, cứ thích chơi thì cứ phải chơi thêm thôi, chứ còn cũng chẳng có cách nào khác cả. Đấy, anh em thấy không? Trong xe mình có thể tự cầm được, tự nghịch được trong những lúc vắng vẻ như này. Thì đây là cái chặng đường đi buổi sáng của mình. Đó, anh em nhìn thấy cái cửa sổ trời cực kỳ sáng luôn. Ngày thì cứ cầm một tay cầm, mắt thì nhìn đường và mồm thì thao thao bất tuyệt thôi. Cần thì nó sẽ có một cái chân có thể đặt ở trên bên ghế bên cạnh một cách bình thường. Đi ở trong cái tốc độ xe như thế này thì mình nghĩ nó cũng không vướng lắm. Và anh em thấy không, đây là mình đang để nghiêng rất là nhiều, đang để nghiêng hẳn ra ghế rồi, nhưng mà cái gimbal nó vẫn cứ có thể là bắt cho cái người mình nó thẳng ở trên xe được. Đấy là một cái tiện. Còn một cái nữa là gì, là cái này nó dùng gimbal để nó chống rung thì nó sẽ ok, nó sẽ tốt hơn chụp ban đêm, quay ban đêm tốt hơn cái việc là chúng ta dùng những cái thiết bị ví dụ như iPhone hay các thứ mà nó chống rung bằng bằng điện tử rất là nhiều. Nói gì nói cơ bao giờ nó cũng hơn điện, đấy là một cái chắc chắn. Vậy thôi, trên đường đi làm tí nữa sẽ chạy đến cơ quan nó nghịch thêm để cho anh em xem cái này là như thế nào. Đấy. Đến cơ quan rồi. Thì anh em có thể thấy là ví dụ như là bây giờ mình đặt một cái máy này ở đây. Rồi. Thì mình có thể hoàn toàn là mình review cái xe này của mình được. Nó cái tiện của nó là như vậy. Đấy. Đặt một cái máy trong một cái tay và có thể là nó sẽ, anh em thấy không, nó sẽ tracking theo cái hướng đi của mình khi mà nhận diện được khuôn mặt. Đấy, nó sẽ tự quay như thế. Và tất nhiên là nó sẽ chỉ ở trong cái khoảng của cái camera nó có thể quay được thôi, chứ còn ngoài ra thì nó sẽ không quay được. Nếu mình đi hẳn ra đây thì là hết cái tầm của nó rồi, là nó mất, nó sẽ không quay được. Nhìn chung là cái này xong rồi sẽ phải làm thêm một cái, sẽ thử cái mic để đi xa đến đây thì nó vẫn có thể quay được.
Nó tiện như vậy đem ra là mình nghĩ là nó sẽ rất ổn và dùng. Quay buổi tối thì cũng rất là ngon. Khả năng chống rung cực tốt. Chạy thử xem như nào. Đấy, anh em thấy không? Chống rung rất là ngon. Đấy. Hình ảnh màu sắc thì tí nữa sẽ phải đổ ra xem nó như thế nào. Zoom này. Chiếc Honda CR-V này. Xem cái thiếu sáng này, đi vào chỗ tối. Đấy, bây giờ ngồi ở đây như thế này có thể live stream, live chiếc các thứ rất là ok. Nhìn chung là như vậy, khá là ưng ý với cả cái Pocket 3 này. Thì có lẽ là nó sẽ rất phù hợp với những người mà luôn luôn phải tự độc lập tác chiến như mình ở trong nhiều hoàn cảnh, rồi là làm vlog, vlog các thứ thì sẽ ok với cái này anh em nhé.